Chào cả nhà, chào traffic going on. Chào các bạn. Oh yes. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 6 âm lịch mình ở dưới rồi. Năm nay có 2 tháng 6 nhuận ha. Thì giờ là 4 giờ 25 phút ở bên Mỹ mình rồi. Thì hôm nay anh Leo đi làm về sớm, anh chở mình đi đi chùa. Và cái chùa này thì hôm nay có thầy Thích Pháp Hòa. Thầy Thích Pháp Hòa, nếu bạn nào không biết thì lên mạng đánh cái tên thầy Thích Pháp Hòa thì sẽ biết thầy là chủ trì tu viện Trúc Lâm ở bên Canada hả. Thì thường xuyên thì mình được nghe thầy giảng pháp. Thì hồi trước hồi còn mười mấy 20 tuổi mình nghe thầy Thích Phước Tiến, đại đức Thích Phước Tiến. Bây giờ hầu như là thời gian mình nghe thầy Thích Pháp Hòa là nhiều nhất, tại vì thầy nói con người mình thì cần ăn uống thức ăn vô cho cơ thể, uống nước vô cho cơ thể, nhưng mà cái tâm mình, cái sự suy nghĩ mình thì cũng cần ăn uống như vậy đó. Và chính thầy là người người giảng pháp và cho tâm mình, sự suy nghĩ mình có những cái thức ăn nó rất là bổ ích. Còn nếu mà ai mà không biết thì nên nghe nghe thầy Pháp Hòa giảng ha, thầy Thích Pháp Hòa ha. Thì hôm nay mình được dịp là mấy bữa trước mình qua đây á, thì mình biết là cái bang Maryland này á thì nó giáp ranh với Canada, thì mình hy vọng là một ngày nào đó mình giấy tờ xong rồi á, ổn định ở cái xứ Mỹ này á, mình sẽ đi qua tu viện Trúc Lâm nơi mà thầy trụ trì ha. Và nếu mà có dịp thì gặp thầy, nhưng mà thật sự là lịch mà thuyết pháp của thầy thì rất là dày, mình không có biết là có duyên để gặp thầy không. Nhưng mà khi mà mình phát cái lời nguyện như vậy á, thì mình được may mắn là thầy hôm nay lại là cái chùa Giác Sơn ở tiểu bang Maryland mình luôn ha. Thì Leo hôm nay nghỉ tranh thủ về sớm chở mình đi qua đó. Thì hôm nay bên chùa là làm từ hồi sáng tới giờ rồi, nhưng mà 7-8 giờ mới có cái buổi thuyết pháp. Mình thì mình chỉ thích gặp thầy nghe thuyết pháp thì mình cũng đã nghe nhiều rồi. Thì hôm nay cái cơ hội mình để đi được diện kiến thầy Thích Pháp Hòa, mình rất là thích thầy luôn. Và mình không biết phải nói làm sao nữa, thầy là cho mình những cái nguồn động lực, mình cho mình những cái bài học bổ ích và cho mình những cái lời dạy rất là hay để cho cuộc sống mình cảm thấy là mình không phải lo lắng nhiều và mình sẽ sống hạnh phúc hơn trong cái cuộc sống này. Tại vì mình là người đạo Phật ha, mình rất là tin tưởng, mình tin những cái gì mà mình không thấy và không nghe, nhưng mà mình tin hết mực luôn. Và những gì mình tin á, đa phần đều thành sự thật hết. Nên mình càng rất là tin, và rất là tin nhiều thì mình háo hức để được đi gặp thầy Thích Pháp Hòa lắm. Thì hôm nay trời ở ngoài đường thì nó cũng mưa, cũng âm u tùm lum ha. Thì mình đi đến đó, mình có cơ hội thì chụp hình với thầy hay như thế nào để coi ra sao ha. Thì mình muốn chia sẻ lại cho cả nhà mình coi, cho mấy bạn nào coi ha, thì để biết thầy Thích Pháp Hòa ra sao ha. Trời ngoài đường trời sắp mưa rồi, rất là âm u ha, mưa. Nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình được cái may mắn, thầy thì lịch diễn thầy, mình cứ nói lịch diễn thầy, cái lịch thuyết pháp của thầy thì nghĩ là rất là dày, và thầy đi hầu hết các tiểu bang của Mỹ và đa phần là vậy. Tại vì những cái clip của thầy ở trên mạng á, mình coi á, thì có nhiều tiểu bang lắm. Thì hôm nay cái cơ duyên mà mình may mắn được gặp thầy trên xứ Mỹ này á, thì mình cảm thấy rất là vui. Và mình nếu mà mình biết á, những người nào mà ở Việt Nam á, quý thầy thì chắc có nhiều khi là cũng chưa có cơ hội để được gặp thầy, hay là chỉ có cơ hội để gặp thầy ở coi trên những cái clip hay là những băng ở băng đĩa trên YouTube là thường xuyên nhất, không có cơ duyên mà chưa gặp thầy. Thì thật sự là mình không có biết thầy qua ai hết á. Cái tình cờ thì mình nghe giảng thầy là người được nhiều view ở trên mạng, quá nhiều lượt xem quá thì cái tên thầy sẽ nó hiện ra, nên mình tình cờ mình coi thôi, chứ mình hoàn toàn trước giờ mình không biết là một ai mà giới thiệu cho mình về cái thầy Thích Pháp Hòa. Và khi mà thầy giảng thì mình càng nghe và mình càng thấm ha, thấm rất là nhiều luôn. Và mình hạnh phúc khi được biết thầy và nghe thầy giảng. Hồi xưa thì mình nghe đại đức Thích Phước Tiến á, hồi thời đó thì mình mới mười mấy 20 tuổi à, mẹ mình được cái gì đó cho một sách băng của thầy Thích Phước Tiến là mình cũng đã nghe rất là nhiều, và mình cũng cảm thấy là cũng hay, và mình học được thầy Thích Phước
thầy thích Phước Tiến cũng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì dạo này gần đây thì mình thấy mình quý thầy Pháp Hòa hơn nữa, và thầy cũng giảng hay hơn nhiều nữa, và đó là cái cảm nhận của mình rất là háo hức và hạnh phúc khi được mà gặp thầy ở ngoài đời, và trực tiếp hôm nay là thầy được nghe thầy giảng luôn, trực tiếp luôn chứ không có còn là nghe qua băng đĩa nữa. Ok, I have Đây là động viên Ok, đây là cái ngôi chùa Giác Sơn. Bây giờ đó, khuôn viên ngôi chùa đó ha. Bên đó thầy cung nghi chư tôn đức tăng ni, chắc thầy thuyết giảng ở bên đó quá à. Thầy kính mừng đại lễ Vu Lan đồ ha. Đây cái chùa đây. Nó nhìn nó cũng giống như cái nhà vậy thôi. Bên đây là cái khu vực bên ngoài mình mới tới ha, mình quay cho mấy bạn coi ha, quay cho cả nhà mình coi. Xe đồ đậu cũng rất là nhiều nè. Nhiều người người ta lại để nghe được thầy để Pháp Hòa giảng ha. Cảnh trí hai bên nó rất là đẹp luôn. Thì mình quay lại một chút so ở nhà mình coi cho mấy bạn nào mà không biết thì coi ha. Đây người ta chọn tổ chức quá trời ẩm thực luôn nè. Có nhiều người người ta tới người ta làm công quả. Khu chùa Giác Sơn này thấy nó cũng, cái chùa ở đây thì không phải giống như Việt Nam mình bự sự ha, nhìn nó giống như một căn nhà thôi, không có khu đất nhiều để mà làm. Thì quay cái khuôn viên vòng vòng cho mấy bạn coi. Này xong rồi mình cái vô vô xong rồi mình bước qua đó. Cái này là cũng gần 1801 ha, chùa Giác Sơn cũng gần khu khu Ba Lanh của mình luôn ha. Thôi mình để mình đi trong rồi sao. Phía ngoài bước vô thì đây nó có cái trên lầu. Ở trong đây chùa thì nó đơn giản, nó không giống như Việt Nam mình đâu. Mình vô đây mình nói nhỏ, mình không nói lớn nữa. Vô chùa ha, đó cái chánh điện đây, mình lại Phật. Nãy mình đi vô trong rồi, cái khuôn viên dòng chùa này công nhận nó cũng rộng ghê á, hai bên ha. Bên nãy nấu ăn thì bên đây là bên cái gạp nãy mình quay vô đầu tiên nè. Thì cũng gần cái tháng Vu Lan ở bên Việt Nam mình rồi. Nên mấy gì ở đây người ta cũng tụ họp lại quá trời nè. Mùa hiếu hạnh mẹ chùa Giác Sơn ngày Vu Lan. Rồi cái gì nữa đây? Ngày Vu Lan bâng khuâng nghĩa sinh thành mẹ, đó là đại lễ Vu Lan nè ha. Ở đây là cung đỉnh tăng ni nè, Tết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha đó. Những cái biển chắc bên Việt Nam mình giờ cũng đây nhiều lắm, quay cái đường này thì ngược lắm ha. Thì mình quay cho mấy bạn một chút coi thôi, cho mẹ mình ở nhà coi, cho gia đình mình coi. Ở đây là được ăn uống này, chắc ăn uống xong rồi chắc được thầy thuyết giảng ở đây quá. Em yêu quý cô, quý bà, rồi quý Phật tử là quá trời luôn nè. Này đó, trong khuôn viên bên thầy sẽ thuyết pháp nè, nó đông đẹp rồi không em. Bên ngoài dòng cho mấy bạn coi, ở đây là bên xứ Mỹ ha, người ta quá trời luôn. Khi mình ra phía ngoài mình lên cái bước đầu mình quay xuống đó, này là bên phía bên hông ha. Không biết thầy đâu, giờ chưa thấy thầy nữa. Đây ở trên đây quay cái ngược chiều nắng mình
cảm thấy nó không thấy rõ, để mình đi qua đây. Mình đi chui chui vòng vòng phía sau đó để thấy cho cái hình ảnh nó rõ dễ coi nhất. Hôm nay là 6 giờ 7-8 giờ người ta mới lại đây nhiều nữa. Vì mình tới hôm nay rất là sớm. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại, cha là trời cho mây trắng còn bay, chùa giác sơn đó. Mấy cái biển này đẹp quá. Trong khói phiêu lan nguyện cầu cho mẹ xin đó hồng cài áo mãi trên nguyên đó ha. Những mấy câu này nghe rất là hay luôn. Mà bên Việt Nam mình tới mùa du lan cũng quá trời nhiều mà ha. Đây nè, cái khu này là thầy sẽ thuyết giảng nè, thầy sẽ thuyết pháp ở đây nè. Nhìn rất là trang nghiêm và nhìn rất là đẹp ha. Mấy cô tử, mấy sư cô đó ha. Đa phần là nhiều người biết thầy Pháp Hòa lắm, mà sẽ tới đây nhiều lắm. Biết cũng được, mấy gì nè đang lấy thức ăn ăn rồi xong rồi nghe thầy giảng. Đó, đồ ăn chờ thầy giảng, chờ để thầy giảng. Được, cũng được may mắn. Thầy Pháp Hòa, thích Pháp Hòa ở đây. Có nhiều người, ta cũng đến quá trời luôn. Giờ quá trời người vô. Giờ nằm nghe thầy giảng pháp. Đang đợi thầy Pháp Hòa. Giảng pháp về đại lễ Du Lan. Chuẩn bị buổi giảng của thầy quay lại 21 lên YouTube luôn.
mình có cơ hội quay nha. Mưa bên ngoài quá trời mưa. Mình vô bờ quá đi nha. Quá trời đông, nay đông đông. Chú con trai lái cho nên là được. Nó an tâm, đàn ông lái nó chịu. Con tôi á nói đàn ông lái nó chịu. Nó ta vững vàng. Còn đàn bà gái nó sợ nó lớn hơn. Đi đường mai đen nó biết chứ. Chở làm phước, anh chở đi dùm cho tại vì chùa lễ để thắp đến cầu nguyện, để gửi gắm đến cầu nguyện cho những người thân của chúng ta trong hiện tại, cũng như là cho ông bà tổ tiên, cho những người đã khuất. Thì trong những giờ phút thiêng liêng đó, quý vị lắng lòng thanh tịnh, chúng ta muốn có một cái sự cầu nguyện nào đó, thì chúng ta khởi niệm ra, khởi niệm với cái lòng thành của mình để mình cầu nguyện, mình gửi cái năng lượng chết tác, những cái năng lượng đó cho những người thân của chúng ta, cũng như là cho ông bà tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp. Và chính vì thế mà tất cả chúng ta xin quý vị hãy hoan hỷ. Thật sự là tôi cũng không có biết cái liệu xe nào tốt mà xài. Chính vì thế mà tất cả chúng ta xin quý vị giữ tâm thanh tịnh, lắng lòng trong 45 phút để góp lời cầu nguyện với chư Tôn Đức Tam Ni. Sau lễ nghi thức cầu nguyện xong sẽ là thời pháp thoại của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa. Xin mời tất cả chúng ta ngồi bên trong để lắng nghe thời pháp thoại sau cái buổi đốt nến cầu nguyện tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi biết rằng hôm nay thời tiết bên ngoài là không có được thuận tiện lắm. Tất cả chúng ta nơi đây có quý vị ở rất là xa, nhưng vì cái tinh thần ham học hỏi Phật pháp để quay về chùa Giác Sơn để góp lời cầu nguyện cũng như là thính pháp tối hôm nay, thì chính vì thế trong quá trình thời gian của chúng ta có mặt ở nơi đây thì chúng ta nên làm một cái gì đó ít nhất thì bằng cái tâm nguyện của mình để cho nó có được sự lợi lạc với cái sự thất tịnh tâm thành của mình. Xin tất cả chúng ta quý vị nào có ốc đèn thì quan hỷ mặc vào để chúng ta chuẩn bị làm lễ phúc thắp nến cầu nguyện tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cứ mỗi dịp mùa Vu Lan trở về là gợi lại cho tất cả chúng ta sự hiếu hạnh với những người có Phật, dù chúng ta sống ở bất cứ phương trời nào, đặc biệt tại hoa trường này, thì mỗi lần mùa Vu Lan, tức là mùa hiếu hạnh trở về, là chúng ta có dịp để tưởng nhớ đến công ơn sanh thành của cha và mẹ, là người đã cát tặng nên, cũng như là gương hiếu hạnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, để chúng ta gửi những cái năng lượng an lành đến cho cha mẹ tại tiền, cũng như là ông bà quá cố, chư hương linh chiến sĩ trận vong, những sản nạn thai nhi ở trong mùa Vu Lan khổ dữ này. Chính vì thế thì góp lời cầu nguyện của tất cả quý vị ở nơi đây cũng là một năng lượng lành để đưa Nam mô Tiểu Thai Giáng Thân Thượng Bồ Tát.
tiểu tai văn giới thượng bồ tát nam mô thập phương cường trụ mười phương thọ kính lạy mười phương tăng trong giờ phút linh thiêng này tất cả chúng ta hãy lắng lòng ba nghiệp thanh tịnh cùng với chư tôn đức cũng như thượng tòa trụ trì chùa Giác Sơn cùng hướng về mười phương chư Phật để dâng lời khấn nguyện, để cầu nguyện cho núi Già Long chùa Giác Sơn được trường tồn, để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tại tiền của chúng ta được tập bệnh tiêu trừ, cầu nguyện cho chư vị hương linh quả cổ, chư chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn được nương nhờ ánh sáng từ quan của Đức Phật được siêu sanh về cảnh giới an lành. Xin tất cả đại chúng nhiếp tâm thanh tịnh cùng với thượng tòa trụ trì để dâng lời khấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đem thắp nến cầu nguyện đến đây là viên mãn. Chúng con niệm ơn chư tôn thiền đức tăng ni, xin thỉnh quý ngài hồi quy an nghỉ. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống. Kính bạch quý thầy, kính thưa chư tôn, quý đồng hương Phật tử, vì thời tiết bên ngoài mưa rất là lớn, tuy nhiên với tấm lòng của quý đồng hương, quý Phật tử chúng ta, quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình để về chùa Giác Sơn góp lời cầu nguyện. Chưa giơ tay. Điện sáng giơ tay ạ. Quý vị có còn nóng lực gì nữa không? Bắt đầu mưa xuống. Bây giờ cũng dám mới có hả? Nam mô Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con kính thỉnh quý thầy vào chúng ta nghỉ ngơi. Quý Phật tử nào đói bụng, chúng ta còn được 15 phút nữa để chúng ta có thể dùng một tí xíu gì nhẹ. Sau đó thượng tọa chủ trì cùng chúng dân công ban công minh sẽ cung thỉnh thượng tọa pháp sư sẽ quan lâm về lễ đàn. Đây. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại với quý vị là trời mưa rất là lớn. Hôm nay quý vị có cái duyên lành để về đây góp lời cầu nguyện cũng như thính pháp, thì để cho buổi lễ được trang nghiêm và thanh tịnh. Giống như hồi nãy chúng tôi có thông báo là ở bên dưới chúng ta có bàn thư ký, vị nào muốn giới thiệu về pháp tòa. Mình thôi chứ mình muốn có điện thì nè, coi gì có gì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng thỉnh thầy cùng đại chúng Nam Bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chùa đó, chùa Đức Sơn, cũng nhằm một buổi chiều mưa, cho nên trên đường đi thấy trời mưa thì Pháp Hòa mới nhớ đến cái bài kinh đó và đã nói về cái bài kinh đó. Cái bài đó có cái tên là Mưa Dầm Thấm Lâu. Thì cũng như vậy, đất tâm của mình đó, cái tâm của mình là một mảnh đất, mà nếu mảnh đất này không được cày xới, không có được tưới tẩm, thì cái mảnh đất này nó sẽ khô cằn. Nếu là 9-10 giờ thì đột xuất có một cái đám tang cách chỗ Pháp Hòa ở 5 tiếng mà Pháp Hòa cần phải đi. Mua cái vé máy bay sáng thứ 5 chôn, bay về tới chỗ Pháp Hòa là 8 giờ tối. 12 giờ khuya bay lại rồi. Cho nên quý vị biết là Pháp Hòa nó có chuột chặt thì mình ở phi trường mình bay qua đây luôn. Cho nên đi có một đêm ở cái chỗ đó thôi mà sách cả một tấm đi. Ta nói sao mình chi nặng vậy? Mình phải còn thờ. Quý vị biết về tới Ém Minh Tinh là 8 giờ. Mấy chú ra đón vô tới nhà, tới chùa là đủ tắm rửa tay, tấm lòng của tất cả đại chúng. Không quản ngại đường xa, trời mưa, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe. Cái bài này có cái tên là Thiền Sinh Ru Nội Kết. Khi mà con người mình có tâm trạng trời mưa cảnh buồn, nó hay làm cho mình áo não trong lòng. Nhưng mà một người có tu thì chúng ta luôn luôn cố gắng thấy cảnh buồn nhưng mà giữ tâm mình cho vững, và chúng ta biết ôm ấp những cái niềm đau nỗi khổ của mình qua cái bài hát Hiện Sinh Ru Nội Kết. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lầm. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai thiên hóa cho đời an vui. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời thương nhau. Đủ chưa? Chưa. Nữa thầy ơi. Nghe một câu tụng cổ ha. Bây giờ xin hát cho quý vị nghe một cái câu, hy vọng các bạn nhớ bài này, Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Tại vì đang trong mùa vu lan. Mưa
mỗi khi thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u hoài. Mẹ ơi cành cũ còn đấy mà mẹ đã đâu rồi, nhớ ngày con còn nhỏ chỉ đòi mẹ dỗ dành đến mẹ cũng không biết sao quên rồi. Thời hát nhạc Đức nha, giờ chuẩn bị hát nhạc Rap. Nhớ khi xưa con chỉ biết nô đùa nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấm hồn, chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thầm mê. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong ngày Vu Lan bao hiếu sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thấm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất vẫn hiểu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Dạ giờ đứng dậy đi về được rồi. Chưa. Bây giờ đang trời mưa. Thôi mình hát bài nữa. Bài nữa. Bài nữa. Bài giữa bài bè thầy ơi. Trong cảnh nhà dốt cột xiêu điêu trước phục sau, con thấy lòng mẹ bao la như sông dài biên rộng. Cha con đi xa mẹ mình đã gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút phiền. Dẫu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi ngày ngày trên vai gánh nặng, tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo đất để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi nâng nghe bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán kiến mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Thôi, vừa đủ rồi.
trong chương trình tiếp. Kính thưa đại chúng, trong khi Pháp Hòa trả lời hai câu hỏi này, thì nếu quý vị có những câu hỏi khác thì xin viết giấy và gửi lên trên đây. Vậy bây giờ câu hỏi thứ nhất. Bấy lâu nay, hôm nay mới có nhân duyên được diện kiến Thầy. Xin Thầy chỉ giáo cho con hai câu dưới đây. Một, mỗi bộ kinh đều có bài tán lư hương khác nhau, nhưng ý nghĩa chỉ là một. Vậy nếu con chỉ đọc một bài cho tất cả các kinh thì có đúng phép không? Hay phải đọc riêng tùy theo mỗi kinh? Đối với tất cả những vị nào chưa có quen vào những cái nghi thức tụng kinh á, thì nghe câu hỏi này thì chưa có rõ lắm. Bởi vì các vị thường hay soạn sẵn cho mình một cái nghi thức để mình tụng niệm, đầu phải làm gì rồi làm gì theo thứ lớp, thì vô cái phần kinh á, chúng ta trước khi tụng chú Đại Bi á, thường có cái bài tán lư hương. Nhưng mà thật sự ra tán lư hương dịch nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tán thán, ca ngợi cái nén hương mà chúng ta vừa thắp lên cúng Phật. Cuối tháng, tức là khoảng hai mấy tháng 11 đó, có một buổi ở chùa Viên Giác, Richmond. Viên Giác. Một chùa buổi Viên ở Giác. Chùa Quan Âm Phủ Chiếu. Đó, Quan Âm Phủ Chiếu. Một buổi ở chùa Quan Âm. Quan Âm Phủ Chiếu. Và một buổi ở chùa Thập Phương New York. Tức là trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Chủ nhật sẽ là đại lễ chính thức của Vương Lan vào lúc 11 giờ. Và buổi chiều là bài đàn trọng tế Minh Cô Hồn. À, vì vậy chúng tôi mong rằng tất cả quý đồng hương Phật tử cùng đến tham dự. Và có một lưu ý nhỏ, chúng tôi xin được thông báo với tất cả các vị, tại vì số lượng người quá đông và mặt trên chùa thì không có chỗ, vì vậy có những vị Phật tử đón đầu ở bên đường Snowden, tức là bên phía tay phải của chúng tôi. Các vị hoan hỷ, nếu vị nào đầu ngồi đó nếu mà lắp đường thì xin hoan hỷ dời dần những chiếc xe, bởi vì như vậy cảm tưởng cho những người Mỹ ở bên cạnh, mong các vị hôn hỷ. Cũng như tối ngày mai, tức là lúc 6 giờ cho đến 9 giờ, chúng tôi sẽ có chương trình bắt kè 4 giờ cho đại chúng. Vì vậy mà xin mời gọi tất cả đồng hương Phật tử cùng về theo dự đến ngày mai và cũng như ngày mốt bây giờ này. Một lần nữa chúng tôi xin mời gọi tất cả quý vị hãy cùng về phía sau chiếc lèo để ta ấm hơn. Xin được cúng dường thực phẩm tối hôm nay cho các vị. Mong các vị hoan hỷ cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giống như một ca sĩ nổi tiếng. Quá trời người chụp hình. Thầy giảng trên YouTube mà chỉ thấy thầy giảng thôi, nghe không có thấy cảnh này, cảnh tan tầm quá trời. Đi đây.
trời, thầy giống như một ca sĩ nổi tiếng. Mà còn quá trời người chụp hình với thầy. Chụp hình phí thế luôn mà.